Chào các bạn, mình là Vũ Trà My. Hiện tại mình đang là bác sĩ chỉnh nha tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Lạc Việt Intech. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn những điều mà có thể bác sĩ chỉnh nha của bạn chưa cho bạn biết. Hiện nay, số lượng các bạn lựa chọn phương pháp niềng răng để cải thiện vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai ngày càng nhiều lên. Trước khi chọn một địa chỉ tin tưởng để thực hiện chỉnh nha, chắc hẳn các bạn đều đi tìm hiểu ở nhiều nơi khác nhau và nhận được nhiều sự tư vấn của các bác sĩ. Tuy nhiên, có những điều bác sĩ chỉnh nha có thể sẽ không cho các bạn biết. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điều đó để các bạn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết. Vấn đề đầu tiên mà các bạn quan tâm khá nhiều chính là cảm giác đau trong quá trình niềng răng. Khi đi khám và tư vấn niềng răng, hẳn các bạn cũng sẽ được bác sĩ chỉnh nha của mình cho biết sẽ có những lúc khó chịu, nhưng chỉ trong thời gian đầu mới gắn mắc cài, sau khi quen thì sẽ không còn đau nữa. Tuy nhiên, sự thật là các bạn sẽ không chỉ đau một lần. Thời điểm đầu tiên gây đau cho các bạn chính là khi nhổ răng. Việc nhổ răng khi niềng sẽ tạo ra khoảng trống giúp cho răng di chuyển, đẩy các răng về đúng vị trí. Nếu như răng của bạn bị hô hay chen chúc nhiều, hầu như các bạn sẽ được chỉ định nhổ răng. Khi nhổ răng bạn sẽ không thấy đau vì đã có sự hỗ trợ của thuốc tê. Sau khi thuốc tê hết tác dụng thì bạn sẽ cảm thấy đau, nhức hoặc là ê buốt. Nếu bạn chăm sóc vết thương đúng cách thì cảm giác đau sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng ngược lại, nếu bạn không chăm sóc vết thương đúng theo hướng dẫn của bác sĩ thì bạn có thể sẽ bị đau từ vài ngày cho tới một tuần. Một nguyên nhân gây đau nhức khác ở giai đoạn này có thể là do dây cung bắt đầu tác dụng lực sau khi gắn mắc cài. Những ngày đầu do chưa quen với lực kéo của dây cung, bạn có thể sẽ bị đau hay là âm ỉ ê. Cảm giác đau sẽ kéo dài trong một vài tuần. Sau khi răng đã làm quen với tác động của mắc cài thì dây cung bạn sẽ không cảm thấy đau nữa và việc ăn nhai cũng sẽ thoải mái hơn. Các giai đoạn tiếp theo khi thay dây cung lớn thì bạn cũng sẽ cảm thấy khá khó chịu. Hàng tháng bạn sẽ đi tái khám để bác sĩ theo dõi tình trạng răng và thêm dây cung cho bạn. Khi lò xo và dây cung trực tiếp tác động, bạn sẽ cảm thấy đau trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Mức độ đau ít hay nhiều phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Có những bạn còn không hề có cảm giác đau trong giai đoạn này. Điều thứ hai có thể bạn chưa biết đó là bác sĩ có bằng răng hàm mặt là chưa đủ để chỉnh nha. Chỉnh nha là một quá trình dài và phức tạp. Bác sĩ răng hàm mặt cần phải được đào tạo các lớp chuyên môn sâu về chỉnh nha và được cấp các chứng chỉ xác nhận quá trình đào tạo của họ thì mới có đủ tiêu chuẩn để thực hiện các việc điều trị chỉnh nha trên bệnh nhân. Khi được thăm khám và tư vấn lần đầu, các bác sĩ chỉnh nha thường sẽ kiểm tra tổng thể và liệt kê ra các vấn đề khớp cắn cũng như tình trạng răng miệng nói chung, đề xuất các hướng giải quyết sơ bộ, lưu lại dữ liệu qua hình ảnh, mẫu hàm và phim X quang. Dù bác sĩ có kinh nghiệm đến như thế nào thì việc phân tích dữ liệu cũng là bước quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình điều trị. Vì vậy, các bạn chỉ nên tin tưởng những phòng khám có đầy đủ các bước khảo sát, vạch ra kế hoạch điều trị rõ ràng cho bạn ngay từ giai đoạn chưa gắn mắc cài. Bí mật thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn chính là bác sĩ không biết chính xác thời gian kết thúc quá trình niềng răng của bạn. Sau quá trình thăm khám, tùy vào tình trạng răng của mình, bác sĩ sẽ tiên lượng trước thời gian hoàn thành quá trình chỉnh nha, thông thường sẽ rơi vào từ 18 cho đến 24 tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian dự tính. Trên thực tế thì sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ điều trị của các bạn nên chúng ta nên cân nhắc. Những lý do chủ quan có thể kể tới như là bong mắc cài hay là tái khám sai hẹn, hoặc những lý do khách quan như là độ kháng xương. Các bạn nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các tình huống lâm sàng, trao đổi kỹ càng với bác sĩ của mình qua từng buổi thăm khám. Có thể nhờ bác sĩ gửi cho mình cái tiến độ điều trị vì nha khoa nào cũng sẽ lưu lại dữ liệu điều trị của các bạn qua từng buổi. Nếu các bạn đã từng tìm hiểu về công nghệ chỉnh nha không mắc cái Invisalign thì chắc hẳn đã biết rằng công nghệ này có thể cho biết trước kết quả sau khi quá trình chỉnh nha kết thúc. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả thêm một số tiền không hề nhỏ để có thể biết trước được điều này. Nhưng hiện nay, kể cả khi bạn chỉnh nha bằng mắc cài truyền thống, các bác sĩ cũng có thể thiết lập giả định điều trị cho nhiều kế hoạch khác nhau, cho phép biết trước kết quả của từng kế hoạch, giúp bác sĩ và bệnh nhân dễ dàng trao đổi với nhau và lựa chọn kết quả phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Chỉ có một số chút ít trung tâm chuyên về chỉnh nha có thể giả lập được kết quả này. Hơn nữa, khác với Invisalign, khi mà bạn phải trả chi phí khá cao cho việc xem trước kết quả giả lập, thì tại Nha khoa Lạc Việt, bạn được hỗ trợ lập kế hoạch điều trị và giả lập kết quả chỉnh nha mắc cài miễn phí. Điều thứ năm các bạn cần tìm hiểu và xác nhận thật rõ trước khi chọn địa chỉ niềng răng đó chính là chi phí niềng răng. Hầu hết các bạn có nhu cầu niềng răng còn là đang là học sinh, sinh viên hoặc người mới đi làm nên đây là một khoản đầu tư khá lớn. Khi được tham khảo về giá niềng răng thì các bạn cần phải hỏi kỹ. Nhiều nha khoa chỉ để bảng giá niềng răng là chi phí mắc cài, trông có vẻ khá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi làm các thủ thuật đi kèm, cơ bản nhất là phí chụp phim hay là nhổ răng và làm hàm duy trì thì thường sẽ phát sinh thêm chi phí. Hãy cẩn thận với những bước này vì quyền lợi của chính bạn. Tại Nha khoa Lạc Việt Intech,
Bảng giá chúng tôi đưa ra là công khai. Bảng giá mắc cài sẽ bao gồm luôn chi phí của các bạn, ví dụ như là nhổ răng chỉnh nha, hàm duy trì sau khi chỉnh nha, cũng như là các bạn sẽ được miễn phí những dịch vụ hàn răng, điều trị nha chu trong suốt quá trình điều trị chỉnh nha của mình. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ ngày hôm nay là khi kết thúc điều trị tháo mắc cài. Đây là khoảnh khắc các bạn đều mong chờ sau một thời gian dài. Rất nhiều bạn đã chia sẻ về cảm xúc tại thời khắc đó với chúng tôi. Các bác sĩ hiểu về những vất vả của các bạn đã trải qua và cũng vui mừng với các bạn. Tuy nhiên, quãng đường chúng ta đi cùng nhau chưa kết thúc tại đây. Sau khi tháo mắc cài, các bạn sẽ được đeo thêm hàm duy trì. Đa phần các hàm duy trì này là hàm tháo lắp, có những bạn sẽ được gắn duy trì cố định, tùy từng vấn đề của mỗi người. Với duy trì cố định, bạn sẽ thích nghi tương đối nhanh. Còn với hàm tháo lắp thì các bạn sẽ được đeo một số giờ nhất định trong ngày. Mong các bạn đừng nản chí. Cả bạn và bác sĩ đã vất vả đạt được mục đích của mình thì hãy kiên trì duy trì kết quả của mình để được ổn định và lâu dài. Với những chia sẻ trên đây, tôi mong các bạn sẽ có thêm một số thông tin trong quá trình tìm kiếm phương pháp điều trị chỉnh nha mình mong muốn. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.